rằng anh là cái người đi tìm cái nơi chốn để cho chúng tôi, những người tiên phong làm ra Trung tâm Văn hóa Học bàn, có một địa điểm dạy các em học tiếng Việt. Ngày đó trường Học bàn chỉ có 60 học sinh thôi. Một mình anh lúc đó còn trẻ, chạy tới chạy lui đi tìm địa điểm. Ngày hôm nay thì anh không còn trẻ nữa, sau 25 năm với trường Hồng Bàng, anh đã thành anh cả của chúng tôi. Thay mặt cho tất cả thầy cô, học sinh, ban quản trị, ban điều hành, ban giảng huấn, xin cảm ơn anh cả Nguyễn Tiến Thịnh. Mời thầy Thịnh lên nhận chút quà lưu niệm. Nếu không có anh Thịnh đi tìm địa điểm cho chúng ta làm trường Hồng Bàng thì ngày nay trường Hồng Bàng không còn nữa, không có chỗ. Và nhờ có thầy Thịnh, có được trường Hồng Bàng, hôm nay chúng ta có ban quản trị là thầy Mai Hiếu Trực và cô Bùi Phong Thư, trung tâm trưởng của trường Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng, xin gửi chúc quà tri ơn tới cho thầy Thịnh là người anh cả của chúng tôi. Xin cảm ơn sự đóng góp của thầy 25 năm nay sát cánh với chúng tôi, mặc dù bây giờ đầu đã phai, tóc không còn xanh nữa, muối nhiều hơn tiêu rồi, nhưng mà thầy vẫn còn ở đây với chúng tôi, không còn trong các ban ngành, nhưng thầy đã lên chức làm ông cố rồi. Thầy bây giờ là cố vấn của chúng tôi ở trường Học bàn này, mọi xứ, mọi thứ, mọi việc, có cái gì khó khăn đều có thầy bên cạnh để ủng hộ tinh thần chúng tôi. Xin cảm ơn anh cả. Xin cảm ơn Ngọc. Phải nói là chị Ngọc chị hơi thiên vị. Thật sự ra cái ngày mà thành lập cái trường ấy, là lúc đó còn chúng tôi còn làm việc trong một cái gara, trông thấy tội nghiệp lắm. Thì tôi có con trai nó đi học, thì mình cũng là học phụ huynh học sinh thôi, mình thấy cái cảnh đó mình thấy nó kỳ. Thì tôi có nói với bạn Trịnh lúc đó, tôi nói thôi, bây giờ tôi đang làm phụ giáo ở trong một cái trường tiểu học, là cái trường Hayden thuộc học khu Westminster. Thì lúc đó có một ông thực trưởng, ông ấy tên là ông Collier, ông ấy là gốc người Pháp mà lại lấy vợ Mỹ, nhưng mà lại thích ăn mắm Việt Nam. Thì tôi có hỏi ông là tôi là phụ giáo tiếng Việt ở đây, thì tụi tôi có một cái nhu cầu rất là cấp thiết, là cần một cái chỗ ngày Chủ nhật thì trường không có sử dụng thì cho chúng tôi mượn để mà làm cái trường Việt ngữ đầu tiên. Thì ông đã mua. Thì tôi hồi nào giờ tôi không phải là người Việt Nam, nhưng mà vợ tôi thì là người Pháp và có rất nhiều những kỷ niệm đối với Việt Nam. Thì bây giờ đó, cái đầu tiên đó, tôi sẽ mời bà ấy đến, nhưng mà anh mời đi ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Thì đó là một cái may mắn mà chúng tôi không ngờ tới, là cái văn hóa ẩm thực của mình nó quan trọng đến như vậy. Thì trong cái bữa ăn mà có cơm Việt Nam đó, thì cái bà vợ của ông cô đi, bà ấy nói một câu thế này, bà nói là anh có biết không, là chồng tôi là người Pháp nhưng mà lại rất thích cơm Việt Nam, mà anh đề nghị thì tôi nói giúp, nên là ông ấy sẽ nhường cái trường. Và từ lúc đó tôi với chị Ngọc đã xin được dạy mở lớp Việt ngữ đó. Hơi dài dòng một chút để nói là trong bất cứ một cái sinh hoạt nào, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt văn nghệ, ngay cả vấn đề ẩm thực nữa, chúng ta mang, chúng tôi nghe rất nhiều quý vị chủ tượng nói là chúng ta mang đi, chúng ta đi mang theo quê hương. Quê hương của chúng ta là có rất nhiều cái hình thái, từ cái sinh hoạt hàng ngày, từ cái cách chúng ta nói chuyện, từ cái cách chúng ta dạy dỗ con em mình, tất cả những cái đó, mình đừng nghĩ rằng là mình làm cái chuyện nó uổng, không uổng chút nào hết. Ngày hôm nay nhìn các em ra trường, đó là một cái công trình gần 7 năm của các thầy cô dạy các em. Đó là một cái chương đường rất dài, mà thưa quý vị biết là các thầy cô ở trường Hồng Bàng là toàn các thầy cô tình nguyện hết, mà các
quý vị trích chọc tụi tôi là ăn cơm nhà mà vác ngà voi. Và chúng tôi đã vác ngà voi 25 năm nay thì chị cũng phải có lúc phải về hưu. Được hân hạnh lên đây, được chị Ngọc nói qua cho một chút để xin chia sẻ với các quý vị. Trước hết là các quý vị phụ huynh học sinh, quý vị là cái người nuôi dưỡng cái lửa cái hồn Việt đó. Quý vị là người nuôi dưỡng, chúng tôi chỉ là người tiếp tay với quý vị để nuôi dưỡng cái lửa Việt đó tiếp tục cháy mãi. Và xin chân thành cảm ơn quý vị.